Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên mình xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED dây loại silicon sử dụng điện áp 24V. Thì đây là hình thức của cái cuộn dây đấy. Cuộn này là dài 10m và sử dụng có thể dán được. Dây này là với tiêu chuẩn là IP68, có thể là lắp âm nước. Nhưng mà khi lắp âm nước thì nó chỉ chất lượng nó sẽ không được, loại dây này thì nó không tuổi thọ nó không được cao lắm. Nếu mà cần chuyên dụng của lắp âm nước thì giá thành 1 mét của nó gần khoảng hơn 700.000. Còn loại này thì rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà mình thích lắp thì mình vẫn có thể lắp được. Đây là chuyên ngoài trời. Lắp ngoài trời bảo hành 3 năm, lắp dưới nước bảo hành 1 năm. Đấy. 1 mét như này là công suất có là 12W. Sử dụng nguồn điện là 24V nhé, sẽ sử dụng qua cái cục nguồn 24V DC này. Đấy, nguồn tổ ong, nguồn này là lắp trong nhà nhé, lắp ngoài trời không được. Lắp ngoài trời nó sẽ bị chập cháy đấy. Thì về cái nguồn này thì có điện áp vào này, điện áp LN là vào này, điện áp vào và nối đất thì mình có thể nối ở không, cái đấy tùy nhu cầu của mình. Và đây là điện áp ra, cực dương và cực âm. Đấy. Như cục nguồn này là có công suất của nó là 400W, 400W. Bây giờ mình sẽ thử ánh sáng nhé. Đấy. Thì cái nguồn này nó sẽ sáng chậm hơn một chút xíu. Ánh sáng rất là căng đúng không ạ? Cái này mình có thể dán trong nhà hoặc là dán ngoài trời. Rất là đẹp. Loại này thì có rất là nhiều màu ánh sáng, có màu trắng, màu vàng, màu trung tính, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ, màu tím. Thì cái đấy thì tùy nhu cầu đặt, thông thường thì bên mình là có hàng sẵn hoặc không. Cái đấy có thể đặt hàng thêm khoảng một tuần là có hàng. Nói luôn là dây này là xuất xứ là của Trung Quốc, dây nhưng mà là loại tốt nhá, loại tốt đấy. Dây giá khá là cao mà. Ví dụ như mẫu dây có mẫu dây này là mẫu dây cuộn xanh lá đây, xanh lá cây thì mắt led nó hơi khác một xíu. Đấy. Mình thử ánh sáng xanh lá cây nhé. Đây điện áp 12V thì 24V thì mình chạm tay được này, bên kia là 220. Sẽ rút ra để nhìn rõ hơn cái ánh sáng xanh lá. Đấy, ánh sáng xanh lá. Thì ai có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ bên mình nhé. Số điện thoại là 0916 773 555 hoặc số 0393 392 666.